Chào các bạn, một vòng đấu hay không thể tả với nhịp độ khẩn trương, căng thẳng, kẻ thù người công dồn dập từ đầu cho tới khi kết thúc. Trận chiến diễn ra giữa hai đấu thủ siêu mạnh Hồng Chí và Thân Bằng ở Thượng Hải Bôi của năm 2022. Hiện tại, kỳ đàn đã có những chuyển biến rõ rệt, kể cả về chất lượng lẫn vị trí ngôi thứ trên bảng xạ thủ. Hỗn chiến vương Hồng Chí vẫn thể hiện một lực cờ ổn định như mọi khi với vị trí thứ 5 của mình. Còn sự bứt tốc ngoạn mục nhất tới từ vị đại sư còn lại chính là Thân Bằng. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, viên mãnh tướng tới từ đường Sơn Hà Bắc này nhảy tới gần 20 bậc trên bảng xếp hạng, hiện chiếm trị ở vị trí thứ 4 của kỳ đàn Trung Hoa. Quả thực là một sự tiến bộ đáng kinh ngạc tới mức khó tin. Nhưng sau những giải lớn vừa rồi, đặc biệt là giải giao cấp liên tái cùng năm, nhìn cái cách mà anh tàn sát đồng đạo Võ Lâm, bất bại trên mọi chiến trường giữa hàng ngàn quốc thủ, mới thấy được sự kiêu hùng, bản lĩnh đầy uy lực. Bởi vậy, cuộc chiến này sẽ trở nên hấp dẫn hơn cả. Tứ vương và ngũ chúa gặp nhau, chưa bao giờ sống yên bề lặng. Quả thật vậy, nhị vị đã diễn dịch nên một danh cục không thể nào ác liệt hơn. Hồng Chí là người tiên thủ, chủ động vào trung tâm để tiến công ngay. Thân Bằng mã 8 tiến 7, Hồng Chí bất động toàn cánh phải của mình, dùng binh 7 để tiến lên trước. Thân Bằng cũng chẳng nao núng chút nào, đối chốt ngay. Chí lại tiếp tục dùng mã 8 để quăng lên. Thân Bằng cũng vậy, dùng mã xung trần, bình phong chỉnh tề. Sau khi Hồng Chí tới đây, lấy pháo để tạt biên, chuẩn bị có thể đưa xe trái lâm trần và gây sức ép trước, Thân Bằng cũng đối phó rất nhàn tay, lấy xe 1 bình 2, đành phải dịch chuyển theo sự biến hóa của đối phương vậy. Hồng Chí trên kỳ đàn nổi danh loạn chiến ma vương, tức là nổi tiếng với những biến đánh sáng tạo, liều lĩnh, chẳng hề quy củ chút nào, cũng hoàn toàn dễ hiểu khi mà tay cờ này trưởng thành từ cờ rừng mà lên. Cũng là cách thức pháo đầu, tiến công phản cung mã, nhưng cách thức của Hồng Chí lạ thường. Bất động hoàn toàn cánh phải, mở cánh trái, tựa hệt như tam bộ hồ, lấy xe này lộ diện có lẽ là nước cờ tiếp theo. Quả thật vậy, Hồng Chí lấy xe bình 8 ngay, còn về phía Thân Bằng. Sau khi những sự linh hoạt vừa rồi, tức là cũng bất động cánh trái của mình, đưa cánh phải vào tham chiến trước để có thể giữ vững trận địa, ngăn từ trước sức ép. Tới đây, anh mới rảnh tay lấy xe bình 8 lộ diện. Hồng Chí tiếp tục lao xe trái qua hà, bất động xe mã thêm một nhịp nữa. Rồi Thân Bằng lấy pháo tiến một, trực chờ cơ hội có thể mở chốt, dùng pháo truy đuổi xe. Đây cũng là một hướng đánh tích cực và rất tự nhiên, trong khi xe còn lại của Hồng Chí chưa nhập cuộc. Bởi vậy, Hồng Chí gần như không thể nào ngăn cản âm mưu phản kích này. Lựa chọn tiếp tục, Hồng Thiên Vương lấy xe tiến một khởi hoành trước. Thân Bằng tượng 7 đã tiến 5. Không hề quá vội vàng để tận dụng lập tức tới đòn này, tựa hệt như Thân Bằng đang có ý chờ đợi đối phương. Quả thật vậy, nếu như Hồng Chí để tìm cách ngăn cản việc này, tức là binh 3 tiến 1 dùng pháo truy đuổi, lấy xe 1 để khép vào đường sườn. Nếu như Thân Bằng dùng chốt chắn lên, anh cũng chỉ cần tiến xe qua. Chắc chắn với biến đánh này, Hồng Chí có thể hài lòng. Hồng Chí chỉ cần dùng cả đôi xe, nhưng khiến cho cả 6 quân của Thân Bằng, 2 xe, 2 pháo và 2 mã, chia làm 2 đội và đều bị kiềm chế trái phải, rất khó để giải quyết. Nhưng tính toán này sẽ vấp phải một thần chiêu, tức là Thân Bằng trước khi dùng chốt này tiến lên vẫn còn cách khác, binh 7 tiến 1, để cho Hồng Chí buộc phải ra tay ngay. Rồi làm gì, dùng chốt 3 mà thượng 1 pháo truy đuổi, xe tiến lên như âm mưu ở trước, tất sẽ bị một đòn quái chiêu Thân Bằng nhảy mã cửa hà đuổi xe. Xe phải khép vào vị trí này, còn nếu như không tháo chạy, xe đường 8 tắc tử. Và lợi ích của Thân Bằng chính là việc chản chốt qua truy đuổi, xe thoái, mã chỉ cần nhảy bắt xe, xe bệnh vào rồi nhảy mã ngoả tàu, không thể nào ngăn cản trước việc binh ba này có thể thượng một bắt lại mã. Và quân mã ngoả tàu đứng ở vị trí này, Hồng Chí không thể nào ăn ngon ngủ yên được. Chắc chắn là cuộc cờ của Hồng Thiên Vương sẽ đi về cảnh lành thì ít mà giữ thì nhiều, rất khó để khắc phục. Bởi vậy cần phải tỉnh táo hết mức. Những đường cờ này gần như đã được nghiên cứu khá kỹ càng. Bởi vậy, không phải lấy xe bình vào đường sườn quá vội vàng, Hồng Chí tìm cách thức mà cởi bỏ, dùng xe này quay về hai nước, rồi Thân Bằng dùng pháo tiến lên truy đuổi. Đây là một đòn đánh hay, để có thể đánh trực tiếp vào lòng tự trọng của kẻ cầm tiên. Đương nhiên, Chí không thể nào bỏ binh 7, mà cũng chẳng thể nào còn lựa chọn khác tốt hơn, tức là phải tiến xe lên vị trí cũ để có thể đe dọa đục vào chốt 3 bắt mã ngay. Nhưng việc này, Thân Bằng lại rời pháo ngăn cản. Và rồi Hồng Chí lại chủ động để quay xe về, hóa trừ từ trước nguy cơ. Thân Bằng vẫn theo pháo một lần nữa.
Tiếp diễn việc này chắc chắn là hòa. Bởi vậy, với lợi thế tiên thủ, lòng kiêu hãnh của mình, Hồng Chí không thể nào chấp nhận. Sau khi đối phương tiếp diễn thêm 2 lần, Hồng Chí là người thay đổi bố cục trước, lấy C1 này điều sang quá cung. Không phải là đường sườn còn lại, tớ sẽ bị những quái chiêu vừa rồi của thân bằng. Việc này sẽ tích cực hơn để ngăn cản, mã 3 của thân bằng tìm được cửa thoát. Còn thân bằng, C6 tiến 5 ngay, những đường cờ rất chậm rãi và chuẩn mực. Lựa chọn tiếp tục, Hồng Chí dùng mã nhảy chính diện, thân bằng, pháo 8-7-7. Vừa trực tiếp có thể đe dọa dùng chốt 7 tiến 1 để bắt thẳng vào mã 3. Bởi vậy, Hồng Chí tiện cả đôi đường, công lẫn thủ. Cũng dùng mã 7 này nhảy thẳng cửa hà, vừa đưa thêm một quân để tiến công cũng như có thể trừ bỏ hoàn toàn nguy cơ này. Thân bằng dùng binh 3 tiến 1 lấy pháo để truy đuổi. Xe của Chí quay về hai nước rồi tràn chốt qua, ép buộc đối phương lấy C8-7-7 tiêu diệt, bắt mã. Nhưng không phải đưa quân di chuyển quá vội vàng, thân bằng mở đòn tiến công trước, pháo nổ thẳng vào chốt đe tường. Lúc này nếu như Hồng Chí lựa chọn lấy xe để bước tử mã, đắc quân nhưng thất thế hoàn toàn, thân bằng chỉ cần làm trước hai việc dùng pháo này quật tường sĩ dương rồi lại lánh ra biên. Thế tiến công này hoàn toàn bù đắp vào sức ngựa đã bị tiêu diệt ở trước, thân bằng chiếm thế đại ưu, hoặc là dùng pháo để chìm đáy ngay tức thì, hoặc là dùng binh 7 tràn qua hà cũng là một cách tiến công hữu hiệu. Trước sau gì, việc lấy lại quân dễ như trở bàn tay. Cuộc cờ của Hồng Chí cũng vì vậy mà đầy rẫy những bất lợi, gần như không hề còn bất kỳ một cơ hội nào để phản kích cả. Bởi vậy, lựa chọn duy nhất tường 3 này phải di chuyển, rồi thân bằng cũng nhảy mã, một lộ duy nhất còn lại để có thể thoát được thân. Hồng Chí trên đà thắng trận, dùng mã 6 tiến 7, bay qua hà. Vừa có thể thủ sẵn một chiêu hiểm, dùng mã nhảy vào vị trí này, bịt eo tường, bắt xe, lẫn pháo. Xe tiến 1 và gần như không thể nào đỡ nổi, pháo 9-7, nhằm Chí tử vào quân tường đáy này, thân bằng hoàn toàn vỡ trận ngay. Ấy vậy mà sau một nước ngựa này, thân bằng không phải tháo chạy một cách bị động, đã đánh ra một quái chiêu rất bất ngờ, dùng mã 2 tiến 3. Đương nhiên rằng không thể nào thuận lợi lấy pháo để kê vào như tính toán ở trước, rồi cũng dùng mã để nhảy sau. Tại vì lúc này thân bằng vẫn còn một cách hóa giải hữu hiệu, lấy pháo 2-7-3, bắt lại xe, mã đoạt tường, đe sát, bắt trả. Tượng chỉ cần tiêu diệt, xe này tiến thẳng 3 nước, nhưng cái giá phải trả rất đắt đỏ. Mã này diệt thẳng vào pháo trung lộ. Mà chẳng những vậy còn đe dọa ngoại tàu, rất hiểm, Hồng Chí sẽ phải vỡ trận một cách tan tác ngay. Bởi vậy, cần phải cẩn trọng hết mức. Lựa chọn trong tình cảnh này cũng chỉ còn đúng một cách, lấy xe này thoát thân, nhân tiện bịt lấy eo tưởng ngay. Thân bằng cũng trả đòn tức khắc, lấy mã này tiêu diệt vào pháo trung lộ, Hồng Chí tượng 7 tiến 5, rồi tiếp tục mở pháo để tiến công ngay. Lựa chọn của Hồng Thiên Vương dùng tượng này quay về, nhìn như cắt thân bằng tiến xe 7 nước, tạo ra cảnh đánh bắt đôi, việc thiệt quân không cần phải bàn. Mã hoặc pháo chỉ có thể tháo chạy một trong hai, nhưng cái giá phải trả của việc này cũng như là một sự chuẩn bị từ trước của Hồng Thiên Vương, dũng mãnh lấy mã này bước từ vô tường. Và chính thức cuộc cờ đã đi vào cao trào của sự khốc liệt, phế cả mã lẫn pháo, nhưng tuyệt đối thân bằng không thể nào có cơ hội mà ra tay. Với đòn này, Hồng Chí còn đe ra lưỡng sát cục, hoặc là nhảy mã chiếu trước rồi lấy xe này để kết liễu, hoặc là sẽ dùng một đòn cảm từ khác, xe 6 tiến 1 và liên hoàn cũng là sát chiêu. Bởi vậy, trọn vẹn cả đôi đường, thân bằng lấy xe 8 để tiến 1, vừa ngăn cản sức chiếu, vừa có thể hóa trước những đòn đánh hiểm ác. Hồng Chí nhanh như cắt, dùng mã 5 tiến 7, là một thế quân rất hiểm, vừa có thể phục sẵn đòn rút xe về. Bởi vậy, thân bằng không thể nào tùy nghi lựa chọn, lấy xe này bước từ 1 trong 2, chọn quân nào cũng toi mạng cả. Bởi vậy, đã phải lựa chọn lấy tướng để xuất cung, để có thể hóa giải từ trước nguy cơ. Hồng Chí lại tiếp tục bỏ ngỏ pháo mã cho đối phương, mà đã chủ động quay xe về để mãnh công ngay. Thân bằng sau một hồi ngẫm ngợi, lấy xe này bước từ vào pháo, đắc quân trước, nhưng hậu quả sẽ ra sao? Liệu rằng có thể nào sống sót nổi chỉ với tam tử? Nhưng ở một thế quân rất mạnh của Hồng Thiên Vương, tiếp tục, Hồng Chí lấy xe này vỗ mặt chiều tướng từ trước, ép buộc rằng C8 phải kê vào. Và nếu như đổi quân, chắc chắn chỉ với xe mã còn lại, Hồng Chí không thể nào làm nên trò trống gì cả. Nhưng vẫn còn một đòn đánh hiểm khác, anh lấy xe này đảo đường sườn để bắt sát ngay. Đây không phải là một màn kích đấu thông thường, mà là một màn bắt sát rất độc. Nếu như thân bằng lấy xe này tiêu diệt, tớ sẽ tác tử. Còn nếu như lựa chọn khác tìm cách giữ lại xe, lấy tiến 1, hoàn cảnh vẫn vậy.
Sĩ Dương và chủ lực phía sau của Hồng Chí sẽ lập được công to. Bởi vậy sẽ chỉ còn đúng một lựa chọn để bảo toàn, thân bằng, dùng mã để quay về. Nhưng chưa hết, Hồng Chí vẫn còn một thủ đoạn là dùng C4 tiến 5 ngay, thân bằng lấy C173. Và chiến binh cuối cùng cũng được huy động, Hồng Chí đưa tướng xuất cung để trở công. Đây là một đòn đe sát, tất nhiên Hồng Chí đã làm rất tốt, chồng cả tam quân vào thẳng đường sườn. Còn lộ tháo chạy duy nhất cuối cùng của thân bằng đã bị quân mã 7 này chặn đứng từ trước. Nhưng nếu như thân bằng chỉ đối phó với âm mưu này, tức là lấy xe này tiêu diệt vào mã, chúng phải kế ly gián của Hồng Chí ngay. Tức là chỉ cần chấp nhận để tiêu đổi, mã quăng lên, mã này mất mạng, tướng phải vào, rồi rời xe quay về vài nước. Thành thử, pháo 7 không thể nào chạy thoát được. Và cuộc cờ chính thức sẽ chuyển tàn và đại ưu thế của thân bằng đã hoàn toàn bị đối phương lấy mất. Bởi vậy, sẽ phải là một cách thức khác ổn thỏa hơn. Thân bằng rất cao, dùng sĩ để dương lên. Tới đây, nếu như Hồng Chí lấy xe này tiêu diệt vào sĩ thì sao? Tức sẽ bị mã này toi mạng. Đòn kích đấu tiếp theo sẽ là bất buộc. Thua một pháo ở trước thì đã đành. Sơ việc này không thể nào tránh khỏi. Xe chỉ cần tiêu diệt, xe tiến thẳng lên, mã khử. Những gì còn lại, Hồng Chí chỉ còn đúng một mã đường 3. Không còn gì để tiếp tục cả. Bởi vậy, sau kích đánh này, Hồng Chí lấy xe đảo đường sườn, đe sát, thân bằng lại rời sĩ. Hồng Chí lại chồng xe, sĩ dương lên. Tất nhiên là không thể nào tiêu diễn mãi việc này để cầu hòa. Rõ ràng, kể cả hai nước đi xe của Chí, hoặc là ở đường 6 này, hoặc là ở vị trí còn lại, đều đang có tác dụng đe sát đối phương. Điều này là không được phép. Bởi vậy, sau lựa chọn tiếp tục của thân bằng là dương sĩ lên, Hồng Chí đành phải tự thay đổi, lấy xe này tiến 2. Bước từ lầy pháo mời đổi. Thân bằng không phải ra tay vào mã, mà đã lựa chọn lấy xe này khử tường, đe dọa để rút trước. Tường tiến lầu 2, rồi mới tiếp tục để bước từ vào mã phía trên. Hồng Chí không thể nào phớt lờ, tại vì đã thua đối phương một quân ở trước, bởi vậy phải lấy lại pháo ngay. Và thân bằng có cơ hội lấy xe để dơ chuyển, giữ mã cũng là một lộ rất quan trọng. Chấp nhận rằng đối phương tiêu diệt vào sĩ, lại tiếp tục lấy xe này chồng vào để kích đổi ngay. Việc này tất nhiên đã ép buộc, nhưng Hồng Chí không phải ra tay vội vàng. Lấy xe chồng vào, thân bằng, bổ sĩ truy đuổi, xe lại quay về, rồi lại tiến chủ lực lên chiều tướng ngay. Đây là một đòn hiểm, tướng tất nhiên là phải leo lầu, lại rời xe một. Nhị vị kẻ thủ người công rất uyển chuyển, nhịp nhàng và đầy khốc liệt. Mặc dù câu chuyện kích đổi đã trở thành ép buộc ở vị trí này, tạo ra một viễn cảnh hỗn loạn và rất ác liệt, nhưng không vì vậy mà vội vàng để ra tay trước. Kích đánh này của thân bằng quả là diệu vời. Ép buộc tướng của đối phương leo lầu 3 thì đã đành, nhưng sau một lựa chọn cao ngun ngút này, chắc chắn là mã 3 của Hồng Chí không thể nào thoát thân nổi. Lựa chọn tiếp tục lấy xe này tiêu diệt để mời đổi ngay. Mã chỉ cần thuận lợi quăng lên, lấy xe để khử, tướng chỉ cần vào. Và tàn cục còn lại là một hậu quả không thể nào tránh khỏi của Hồng Thiên Vương. Thế công của anh đã hoàn toàn tan nát, mã 3 không thể nào chạy thoát nổi. Lựa chọn còn vớt vát lấy xe này đảo biên, để cho thân bằng lấy xe bước từ vào mã. Tướng phải quay về, lại rời pháo quấy rối ngay. Sĩ phải di chuyển, lấy xe này bước từ ra tường. Và Hồng Chí dùng xe tiến 1 lao chiếu ngay, sĩ chỉ cần quay về. Nếu như dùng xe này đục thẳng vào sĩ, có lẽ là một cách đánh tiện tay. Tại vì dễ để thấy được, chỉ với một xe, Hồng Chí không hề có cách nào mà thắng được cả. Bởi vậy, cần phải đưa ít nhất thêm một viện binh để cho quân sĩ này sống sót, lấy xe này bước từ vào chốt. Tới lượt của thân bằng, anh cũng ra tay càn quét ngay, Chí lấy xe này để vỗ sĩ. Sĩ dương lên, rồi lại đảo xe trục 2, thân bằng tiến xe 1, để cho tướng đối phương leo lầu, lại khử đi một sĩ. Hồng Chí lúc này mới dùng xe để lao chiếu, ép buộc rằng sĩ quay về, rồi chủ động dùng tướng thoái một trước. Thân bằng chản chốt bài qua, chỉ lấy xe để khử sĩ, tướng leo lầu. Tiếp tục rời xe, tướng thoái, quay về hai nước. Thân bằng thoái xe 1, tướng thoái 1, và lại làm gì? Binh 7 thượng lên. Và chỉ dừng ở hình cờ này, Hồng Chí nhận thấy không thể nào tiếp tục để cầm cự, đành phải buông kiếm đầu hàng ngay. Cũng dễ hiểu mà thôi, kinh thành thì đã hoàn toàn tan nát. Chỉ với một xe còn lại, không thể nào ngăn cản nổi một thế tiến công như trẻ tre của đối phương với thế tam tử đã hình thành rõ rệt. Một trận chiến đôi công rất hay, đáng để thưởng thức. Còn video tới đây là kết thúc. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.